Thời Bookstar và Đinh Quang Thái trên trọng kính chào quý khán giả. Sau đây là một điểm tin sáng chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2020. Tổng thống Donald Trump đã ký bốn sắc lệnh hành pháp vào ngày hôm qua thứ Bảy mùng 8 tây tháng 8 sau khi những cuộc thương thảo giữa Cộng hòa và Dân chủ tan vỡ liên quan đến số tiền cứu trợ dân chúng Mỹ. Thưa quý vị, trong một cuộc họp báo ngay tại câu lạc bộ đánh golf ở thị trấn Bedminster ở tiểu bang New Jersey, Tổng thống Donald Trump công bố bốn sắc lệnh hành pháp này, sắc lệnh thứ nhất là hoãn việc trả nợ của dân chúng Mỹ cho tới cuối năm nay với một điều kiện là những người nào làm dưới 100.000 Mỹ Mỹ một năm thì mới được hoãn. Số tiền này thì không được uh, xóa vĩnh viễn mà chính phủ liên bang sẽ thâu lại của dân chúng sau. Sắc lệnh thứ nhì là hoãn cho sinh viên phải trả món nợ đi học cho tới cuối năm nay. Sắc lệnh thứ ba là giúp những người không có tiền trả tiền nhà sẽ không bị đuổi nhà. Và sắc lệnh thứ tư là giúp 400 Mỹ Kim cho những người nào bị thất nghiệp mỗi một tuần lễ thay vì là 600 Mỹ Kim như thời gian vừa qua. Trong cuộc họp báo tại Westminster từ bang New Jersey, Tổng thống Donald Trump còn chỉ trích phía Đảng Dân Chủ trong cái cách mà Đảng Dân Chủ đối phó với dịch coronavirus. Ông nói nguyên văn rằng ông không tin là những người dân chủ yêu Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Và nếu mà quý vị muốn biết sự thật, đó, thì đó là sự thật mà Tổng thống Trump nói cho dân chúng Hoa Kỳ biết. Thưa quý vị, chúng ta cũng biết là phía đảng Dân Chủ tháng 5 vừa qua đã thông qua một cái ngân khoản cứu trợ lên tới 3.400 tỷ Mỹ Kim và muốn là số tiền đó giúp 600 Mỹ Kim cho những người nào bị thất nghiệp mỗi một tuần lễ nhưng mà tổng thống Trump đã cắt cái số tiền nó xuống còn có 400 mà thôi. Nhìn sang tình hình tại Lebanon, phu nhân của đại sứ Hòa Lan tại Lebanon là bà Haywick the Woman đã qua đời tại bệnh viện sau 4 ngày chữa trị vì bị vết thương trong cái vụ nổ ngày mùng 4 tháng 8 vừa qua. Bà Haywick năm nay 55 tuổi, bà đã bị thương khi đang đứng cạnh đại sứ Jan Woman tại phòng khách của hai ông bà tại thủ đô Perut. Bà được đưa vào bệnh viện chữa trị nhưng mà bà đã không giữ được sinh mạng và đã từ trần sáng ngày hôm nay. Vợ của đại sứ Hà Loan là một trong số ít nhất 154 người đã bị thiệt mạng vì hai vụ nổ ngày 4 tháng 8, khiến cho 5.000 người bị thương. Vụ nổ này có một cái sức công phá lên tới 240 tấn thuốc nổ TNT. 300.000 người đã mất nhà, mất cửa và số thiệt hại về mặt kinh tế của Lebanon ước lượng từ 10 tỷ cho tới 15 tỷ Mỹ Kim. 6.200 căn nhà đã bị hư hại. Cũng tin Lebanon thì sáng hôm nay tính theo giờ tại địa phương, Lực lượng an ninh tại thủ đô Peru đã phải dùng khói cay để giải tán một đám đông biểu tình. Những người biểu tình này, họ đã đưa ra trước cái quảng trường tại trung tâm Peru những cái hình nộm và họ treo cổ những hình nộm lên lên tượng trưng cho những viên chức của chính phủ um, Lebanon mà họ nói rằng thứ nhất là đã tham nhũng và cái thứ hai là đã lơ là về mặt an ninh khiến cho xảy ra hai cái vụ nổ làm cho trên 150 người bị um, người bị thiệt mạng. Những người biểu tình còn kêu gọi là phải có một cuộc cách mạng lật đổ chính phủ hiện nay tại um, Lebanon. Thứ quý vị um, cảnh sát đã dùng hơi cay um, để mà giải tán đám đông uh, của biểu tình. Và theo như tin của Tổ chức Hồng Thập tự Quốc tế tại Lebanon, thì đã có tổng cộng là 32 người bị thương và họ đã đưa 110 người vào các bệnh viện tại thủ đô Lebanon để chữa trị uh, do, do cái cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và phía cảnh sát. Trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, thì tin của Tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội cho biết là Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Michael Pompeo vừa có một cuộc nói chuyện bằng điện thoại với Ngoại trưởng của Việt Nam và cũng là Phó Thủ tướng đó là ông Phạm Bình Minh. À, cuộc trao đổi này được mô tả là có nội dung rất là tích cực. Tin cho biết là hai ông Michael Pompeo và ông Phạm Bình Minh đã tái khẳng định sức mạnh của quan hệ đối tác toàn diện của hai quốc gia. Ông Michael Pompeo cũng nhấn mạnh rằng sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với các quốc gia ven biển tại Đông Nam Á trong việc bảo vệ các chủ quyền và lợi ích của mình theo luật pháp quốc tế và tầm quan trọng của một khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Người lãnh đạo ngành ngoại giao của Hoa Kỳ còn uh, cảm ơn Việt Nam về vai trò lãnh đạo khi nắm giữ cương vị chủ tịch của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và thành quả của Việt Nam trong cái cách mà ứng phó với đại dịch Covid tại Việt Nam. Theo tin của báo Tuổi Trẻ thì ông Phạm Bình Minh khẳng định rằng Việt Nam xem Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Và ông cũng nhìn nhận rằng quan hệ Việt-Mỹ ngày càng phát triển dựa sâu rộng và thực chất trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, an ninh, quốc phòng cho đến khoa học công nghệ và trong lĩnh vực quan hệ với người dân của hai nước. Trước đó, thì thưa quý vị, trong cuộc gặp gỡ với báo chí Việt Nam nhân kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ được thiết lập, thì đại sứ Mỹ tại Việt Nam là Daniel Christian Brink bình luận rằng quan hệ của hai nước chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay. Tên của hãng thông tấn AP cho biết là Ban Thường vụ của Quốc hội Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu nhóm họp và sẽ kéo dài trong 4 ngày để thảo luận về tương lai của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông. Các đại biểu của Trung Quốc thảo luận liệu có nên kéo dài nhiệm kỳ hiện nay của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông hay không, vì nhiệm kỳ này sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 9 sắp tới hoặc là sẽ phải bổ nhiệm một cơ chế truyền tiếp để điều hành đặc khu này Hồng Kông thoạt đầu là một đặc khu tự trị mặc dù là nằm trong lãnh thổ của Trung Quốc nhưng mà được quyền tự trị vào mặt chính trị hành tránh và thậm chí có tự do báo chí nhưng mà riêng hội đồng lập pháp là do cái sự chỉ định hoặc là giàn xếp nhân sự của cộng sản Trung Quốc Uh, hôm 31 tháng 7 vừa qua thì đặc khu trưởng đặc khu Hồng Kông là bà Carrie Lâm đã đưa ra một cái quyết định rằng sẽ hoãn cái ngày bầu cử ngày mùng 6 tháng 9 sắp tới đây đúng một năm. Bà đưa ra một lý do bà nói rằng trước cái tình hình đại dịch coronavirus uh, với cái số người lây nhiễm cao tại Hồng Kông ấy, thì bà buộc lòng phải hoãn cái ngày bầu cử hội đồng lập pháp lại. Và Hồng Kông bây giờ giao cho Quốc hội Trung Quốc thảo luận để nhằm đưa ra những phương án hoạt động của hội đồng trong cái khoảng thời gian một năm tức là từ bây giờ cho tới ngày mùng 6 tháng 9 năm 2021. Ờ hiện nay đã thì thưa quý vị nhiệm kỳ của hội đồng lập pháp Hồng Kông chỉ có 4 năm thôi theo quy định. Nhưng mà với cái sự can thiệp của Bắc Kinh thì chắc chắn là hội đồng sẽ kéo dài hơn. Tuy nhiên nó có một vấn đề mà cả Hồng Kông lẫn Bắc Kinh sẽ cảm thấy hơi khó khăn bởi vì nếu mà lưu nhiệm toàn bộ những thành viên của hội đồng lập pháp bây giờ đó thì điều đó có nghĩa là cũng phải lưu nhiệm luôn bốn người mà hiện nay đang bị nhà cầm quyền tại hồng kông và bắc kinh muốn loại ra khỏi tranh, danh sách tranh cử trong kỳ sắp tới với những lời cáo buộc rằng bốn người này đã vi phạm vào cái luật an ninh mới tức là tuyên truyền chống lại hồng kông chủ trương muốn độc lập hồng kông ra khỏi trung quốc Ủy ban thường vụ của Quốc hội Trung Quốc dự trù sẽ đưa ra quyết định về số phận của tương lai Hội đồng Lập pháp Hồng Kông trong vài ngày sắp tới. Còn tại Trung Quốc thì thưa quý vị đã có một người thứ hai bị thiệt mạng vì bệnh dịch hạch tại khu vực nội mông của Trung Quốc. Chúng ta biết rằng uh, có hai mông cổ, một mông cổ ngoại mông tức là hoàn toàn là một quốc gia độc lập, còn nội mông là một khu vực tự trị mà nằm trong lãnh thổ của Trung Quốc thì tại một ngôi làng có tên là Suchi Shinkun nằm về phía đông bắc của Trung Quốc thì cái khu vực này ấy, vừa mới phát giác là có một người bị thiệt mạng vì bệnh dịch hạch vào lúc sáng ngày hôm nay tức là tính theo giờ tại địa phương người ta chưa biết là từ những nguồn lây nhiễm nào mà người này bị thiệt mạng toàn bộ ngôi làng đã phải xét nghiệm mà may mắn là không có ai bị ở dương tính cả Thưa quý vị, ngay lập tức thì cái khu vực này, tức là nội mông, những người có trách nhiệm đã đưa ra một cái lệnh báo động cấp 3, tức là cấp 4 là cao nhất, thì đây là cấp 3. Bởi vì họ sợ rằng cái sự lây lan của dịch hạch, cái trường hợp lây nhiễm và từ thiệt mạng đầu tiên, đó là ngày mùng 7 tây tháng 7 vừa qua tại một cái thị trấn có tên là Bayanua, cũng nằm trong khu vực nội mông của Trung Quốc. Thưa quý khán giả, bệnh dịch hạch đã gây ra cái chết cho khoảng 50 triệu người tại khu vực các quốc gia Âu Châu Trong cái thời gian từ năm 1347 cho tới năm 1351 Một trong những nhà văn nổi tiếng của nước Pháp đó là Albert Camus Cũng đã viết một cuốn sách nói về cái dịch bệnh đó Từ năm 1866 đó, thì bệnh dịch hạch đã bùng phát ở Côn Minh, tức là thủ phủ của tỉnh Vân Nam Tới năm 1867, tức là một năm sau đó thôi, thì dịch hạch lan qua phía Quảng Đông. Và suốt 28 năm thì là một cái nỗi đe dọa tiềm tàng đối với Việt Nam, Quảng Đông và đe dọa cả miền Bắc Việt Nam nữa. Năm 1892 thì bác sĩ Jackson là một người rất nổi tiếng với người Việt Nam bởi vì sau khi ông mất uh, vì cái công trình mà ông tìm ra được cái vaccine để để trị cái bệnh dịch hạch đó, thì ông đã được uh, đặt tên tại những ngôi uh, những con đường ở Việt Nam và thậm chí có trường uh, Pháp đặt tên là trường Jacquesen, uh, có bệnh viện Jacquesen ở Sài Gòn nữa. thì thưa quý vị uh, ông Jacquesen đã báo cho toàn quyền Pháp lúc đó là De La, La 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 biết về cái hiểm họa của dịch hạch có thể đe dọa vùng miền Bắc của Việt Nam nhưng mà toàn quyền Pháp lúc đó nói rằng không có dịch bệnh ở Việt Nam mà dấu có đi chăng nữa thì cũng không sao cả. Sau khi dịch bệnh đã giết 100.000 người và lan tràn xuống hưng cảng thì lúc bây giờ chính phủ Pháp mới quyết định gửi một cái phái bộ nghiên cứu về dịch hạch đi qua các tỉnh ở phía bên Trung Quốc để tìm hiểu. Bác sĩ Jack Sen đã được biệt phái sang Việt Nam để tìm căn nguyên dịch bệnh này. Nhưng mà lúc bây giờ thì dịch hạch đã lắng dịu từ Việt Nam và lại đang hoành hành ở Hồng Kông. Cái việc mà dịch hạch có thể bùng phát trở lại từ Trung Quốc là một trong những điều rất đáng lo ngại cho giới có trách nhiệm về y tế của Trung Quốc cũng như là đối với tổ chức y tế thế giới WHO và cuối cùng cũng lại liên quan đến tin của Tổng thống Donald Trump, một trong những người từ trước tới giờ đã có sự ủng hộ Tổng thống Donald Trump rất nhiều trong bất kỳ một chiến dịch tranh cử nào của Tổng thống Trump nói riêng và của Đảng Cộng Hòa nói chung đó là nhà tỷ phú Sheldon Adelson. Ông là một nhà tỷ phú, một có rất nhiều tài sản và sòng bài tại Las Vegas. Thì thưa quý vị, trong mấy ngày vừa qua, tổng thống Donald Trump đã có một cuộc điện thoại với ông tỷ phú Sheldon Adelson và câu hỏi tổng thống Trump đặt ra rằng tại sao trong cái đợt tranh cử này của tổng thống Trump đó thì ông lại không ủng hộ thể tránh. và đôi bên theo như mô tả của báo chí là đôi bên đã có lời qua tiếng lại khá là nóng nảy. Tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng khi bắt đầu cuộc điện đàm thì cái nhà tỷ phú 87 tuổi này đã đề cập đến Tổng thống Trump về cái nỗ lực của chính phủ liên bang trong cái chuyện chống coronavirus cũng như đề cập đến vấn đề kinh tế của nước Mỹ và cái số tiền cứu trợ mà chính phủ liên bang dành cho những người hiện nay bị mất công an việc làm từ thứ Mỹ thì thay vì tổng thống Donald Trump trả lời cái câu hỏi của ông Sheldon Adelson, tổng thống Donald Trump đã xoay qua vấn đề là tại sao ông không ủng hộ nhiều tiền hơn nữa trong cái chiến dịch tranh cử này, bởi vì năm 2016 thì ông elderson đã đóng một số tiền lên vài vài chục triệu Mỹ kim cho tổng thống Trump. Thưa quý vị, với những người mà họ biết về cuộc điện đàm này và họ đã nói chuyện với báo chí với điều kiện là giấu tên, họ cho biết rằng Ông Eldeerson đã từng đóng góp vài chục triệu Mỹ kim cho Tổng thống Donald Trump trong thời gian nhiều năm vừa qua. Và bây giờ thì ông quyết định là ông không ủng hộ Tổng thống Trump nữa. Một người của Đảng Cộng hòa không nói tên cho báo chí biết rằng uh, Tổng thống Donald Trump đã rất giận cái người mà đã từng ủng hộ ông như vậy. Và theo như nhận định của một người đảng viên Đảng Cộng hòa nói rằng đây là cái giai đoạn rất quan trọng trong cuộc tranh cử của tổng thống Trump mà tỷ phú Sheldon Adelson lại không ủng hộ và còn công khai nói rằng là ông sẽ, cái câu nguyên văn đó là choose not to come back at Trump tức là không có một sự chọn lựa là không quay trở lại để mà yểm trợ tổng thống Trump nữa. đây rõ ràng là một điều thiệt hại cho tổng thống Trump về phương diện tài chính cho quý tranh cử và đồng thời cũng là thiệt hại về mặt dư luận bởi vì đây là một đồng minh rất gắn bó với tổng thống Trump trong nhiều năm vừa qua. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong mục điểm tin chiều ngày hôm nay.